chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, tình trạng mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra trên khu vực Bắc Bộ, tập trung chính ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Giang với tổng lượng mưa trong khoảng từ 30 cho đến 60mm, có nơi còn trên 60mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội, mưa phổ biến trong khoảng từ 10 cho đến 30mm. Tình trạng mưa lớn tại Bắc Bộ chỉ còn xảy ra trong ngày và đêm nay. Từ ngày mai, các hình thái gây mưa sẽ suy yếu, chỉ còn tác động bởi đới gió đông nam ẩm nên mưa sẽ giảm hơn, chỉ còn rải rác vào đêm và sáng nhưng lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Mặc dù mưa giảm, tuy nhiên người dân khu vực vùng núi vẫn cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lũ quét và sạt lở đất vẫn có khả năng còn xảy ra ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Sơn La, Bắc Giang. Đến ngày 20 tháng 8, mưa sẽ giảm hẳn trên toàn khu vực, chỉ còn xảy ra cục bộ ở vài nơi. Đến trưa chiều, trời có nắng, nền nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 31 cho đến 32 độ. Trời vẫn mát mẻ và dễ chịu, thuận lợi cho hoạt động trong ngày chủ nhật cuối tuần của người dân miền Bắc. Ngày mai và trong cả hai ngày cuối tuần này, người dân miền Trung cũng sẽ được hưởng tiết trời khá là dịu mát. Đới gió đông nam dầu ẩm cũng là hình thái gây mưa rải rác cho khu vực này. Tuy nhiên, thời gian mưa chỉ còn tập trung vào đêm và sáng ở các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mưa rào và dông lại tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm. Và ban ngày trời vẫn có nắng xuất hiện nhưng nền nhiệt độ không tăng cao. Mức nhiệt độ cao nhất toàn miền Trung chỉ phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Sang đến ngày 19 và ngày 20 tháng 8, mưa có xu hướng giảm, chỉ còn xảy ra rải rác tại Bắc Trung Bộ vào đêm và sáng với lượng không nhiều. Trưa chiều trời hửng nắng, nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ lên khoảng 1 độ. Lui xuống phía Nam, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông vẫn là vấn đề đáng lưu tâm tại khu vực này trong 2 ngày tới. Mưa vừa mưa to vẫn diễn ra trên diện rộng khắp cả hai khu vực. Mưa lớn không thuận lợi cho hoạt động ngoài trời và lưu thông của người dân. Từ ngày 20, mưa sẽ giảm nhanh và chỉ còn tập trung vào chiều tối và đêm, trời chiều, trời nắng. Do có mưa nên nhiệt độ ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tương đối thấp. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ ở Tây Nguyên và từ 29 cho đến 31 độ ở khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong 3 ngày tới tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió thịnh hành hướng Đông Nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 cho đến 2 mét. Thời tiết biển thuận lợi cho hoạt động hàng hải và đánh bắt cá của tàu thuyền. Trong khi đó, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, mặc dù gió Tây Nam chỉ ở cấp 4, cấp 5, tuy nhiên lại tồn tại những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông, làm tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 cho đến 10 km. Riêng khu vực Nam Biển Đông, mây đậm đặc hơn, mưa rào và dông xảy ra mạnh hơn. Trong cơn dông, tàu thuyền cần lưu ý khả năng có lốc xoáy và có gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Và tiếp theo là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!